Xin chào các cụ mợ, ngày hôm nay nhà cháu lại gửi đến các cụ mợ một món ăn về sen. Mà cái món này đó là một cái món salad, hoặc là gọi là một người Bắc gọi là một món nộm, trong Nam gọi là một món gỏi. Cái món này là một cái món mà rất là quen thuộc với nhiều người, và nhưng ngày hôm nay độc đáo ở chỗ là nhà cháu làm bằng cái đồ tươi. Tức là nhà cháu như cháu kể hầu với các cụ mợ ấy, để làm cái series sen nhà cháu phải đi 3-4 đầm thì mới tìm được hết những cái nguyên liệu của nó. Và đó là món gì ạ? Đó chính là món gỏi nộm ngó sen tôm thịt. Chúng ta gọi là ngó chứ thật ra đây là cái phần thân của cây sen. Nó nằm ở dưới bùn, nó còn non thì chúng ta gọi là ngó thôi, chứ thật ra nó là phần thân đấy ạ, các cụ mợ. Đây cái những cái mầm thân này này. Nhưng mà nó chưa vượt khỏi mặt nước nhá, nó nằm dưới bùn và nó mềm và nó non như này thì chúng ta gọi là ngó sen và chúng ta ăn phần đấy. Chứ còn đến khi mà nó vượt qua khỏi mặt nước mà nó già, nó có sơ rồi thì chúng ta không ăn được. Đấy, phần ngó sen nó chính là phần đó như vậy. Và để làm được một suất nộm ngó sen, một đĩa nộm ngó sen này thì cháu cần 200g ngó sen tươi. Các cụ mợ nhá, 200g ngó sen tươi. Ở đây thì ở ngoài Bắc thì nhiều người ngó sen tươi này rất là ít, và hay dùng là ngó sen người ta đã sơ chế sẵn rồi. Tức là người ta đã mua về, người ta ngâm với nước rồi, người ta đã cắt bỏ và người ta ngâm với nước chế biến qua rồi. Nhưng mà ngay đây cháu dùng ngó sen tươi. 200g ngó sen tươi, và cháu cần 50g hành tây, một quả dưa chuột khoảng độ 100g. Cháu cần có 2 quả chanh để tí nữa cháu ngâm ngó sen. Cháu cần có 50g cà rốt thái chân hương. Đấy, cháu cần có một mớ kinh giới. Cháu cần có 100g lạc rang giã dập và 40g vừng rang giã dập. Và cháu cần có một miếng thịt dọi khoảng độ 200g để cháu luộc bây giờ. Và 200g tôm lớt, cái tôm mà size tôm giả size 70 con một cân đi ạ. Và dĩ nhiên rồi, nước nộm thì cháu sẽ cần một chút tỏi. Và ngày hôm nay cháu dùng nước nộm muối. Nước nộm muối tức là cái nước nộm mà cháu đã dùng để cháu làm trộn món nộm đu đủ này, hoặc nộm ngó sen, nộm hoa chuối tai lợn. Các cụ xem lại cái quy trình làm nước nộm ở đó nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thôi ạ. Để làm nộm ngó sen bây giờ cháu sẽ luộc thịt các cụ mợ nhá. Thịt tôm chúng ta sẽ phải luộc trước, để tí nữa chúng ta sẽ cho nó nguội và chúng ta trộn nộm cho nó nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ luộc thịt này, luộc tôm này, rồi là chúng ta sẽ cắt thái các loại rau các cụ mợ nhá. Để làm nộm ngó sen nhé, cháu sẽ vắt 2 quả chanh và nước ngâm như là chúng ta làm món nộm hoa chuối ấy ạ. Đấy, các cụ vắt vào đây nhé, để tránh cho là ngó sen nó thâm. Chúng ta sẽ vắt chanh vào đây các cụ mợ, 2 quả các cụ mợ nhé. Các cụ mợ ơi, cái ngó sen này thật ra nếu mà nó già ấy thì các cụ mới phải tước cho cháu, còn nếu mà nó non như thế này rồi thì thôi, không phải tước cái sơ nó đi đâu nhá. Và chúng ta cứ cắt đoạn khoảng độ 5-6 phân như này này, các cụ chẻ ra cho cháu, chẻ đôi hoặc là chẻ 4 ra cho cháu, nhưng mà chẻ đôi thôi ạ, cho nó để cho nó giòn. Cái nào to quá thì các cụ chẻ 4 cho cháu, còn cái nào nhỏ thì các cụ chẻ đôi thôi ạ. Non thì thôi nhé, không ta không phải tước sơ đâu, như cái này của cháu rất là non các cụ mợ. Nhưng còn nếu mà già quá thì các cụ mợ phải tước sơ bên ngoài cho cháu, như là tước sơ rau bí ạ. Còn non như này thì thôi. Rồi bây giờ dưa chuột các cụ mợ nhá. Cháu sẽ làm dưa chuột. Dưa chuột ở đây chúng ta sẽ cắt 2 đầu, cắt làm 4 các cụ mợ nhá. Rồi bỏ ruột. Sau đó là các cụ mợ thái lát chéo dày cho cháu khoảng độ nửa phân như thế này. Đấy, các cụ đừng thái mỏng quá nhé. Nếu các cụ mà thái mỏng quá là cái dưa chuột trộn lên là nó sẽ bị nhũn đấy ạ. Phải để như này để ăn cho nó giòn. Hành tây chúng ta sẽ cắt bỏ 2 đầu và chúng ta sẽ bổ câu nó mỏng ra để ngâm với nước giấm loãng các cụ mợ nhá. Đây, các cụ mợ
dọc thớ cho cháu. Rồi, đấy. Cụ mỡ sẽ ngâm vào đây này. Một bát nước này. Cụ mỡ cho cháu khoảng độ 2 thìa canh giấm vào đây. Nếu mà các cụ mỡ có thời gian thì các cụ mỡ thái trước, ngâm trước, không các cụ mỡ vứt vào trong tủ lạnh cho cháu nhé. Tủ lạnh cũng làm cho là cái hành này nó bữa hát đi ạ. Khi bắt đầu chúng ta cho vào ngâm thì các cụ mỡ lấy cái tay tẽ tẽ hành ra cho cháu cái. Đấy. Để cho cái hành nó đảm bảo nó được rời ra. Đấy. Rồi ạ. Hành này. Rồi xong rồi, ngó sen xong này. Bây giờ chúng ta sẽ làm tỏi ớt nhé các cụ mỡ nhá. Như cháu nói với rất nhiều các clip trước ấy, nếu các cụ mỡ dùng tỏi mà nếu cái món này, món nộm này mà các cụ mỡ dùng là để làm món cúng thì không cho tỏi. Còn ăn ở nhà thì chúng ta sẽ cho tỏi vào nha các cụ mỡ nhá. Đây, cháu làm ăn ở nhà nên là chúng ta sẽ cho tỏi vào đây. Chúng ta sẽ làm khoảng độ 5 nhánh tỏi các cụ mỡ nhá. Các cụ mỡ giã ra cho cháu hoặc là băm nhỏ ra cũng được. Nhưng mà giã ra sẽ ngon hơn đấy ạ. Ớt các cụ mỡ nhá. Chúng ta cắt đôi này, chúng ta bỏ hạt đi. Sau đó các cụ thái cho cháu thành những cái miếng nhỏ ấy ạ. Thái chỉ trước xong bắt đầu thái nhỏ sau ạ. Hoặc là các cụ băm cũng được. Ta sẽ bỏ hết hạt đi trước này. Đấy, các cụ thái chỉ cho cháu như này này. Đấy. Rồi, tiếp đó các cụ mỡ thái nhỏ luôn cho cháu. Như băm ấy, để cho vào trong nước nộm.
dưa chuột, ngó sen, hành tây nó hài hòa, nó phân bố như này. Bây giờ chúng ta sẽ chan nước nộm vào nhá. Chúng ta sẽ chan cái nước nộm này vào nhá các cụ mỡ nhá. Chúng ta bao giờ trộn cũng phải là trộn hai lần. Lần đầu tiên một ít nước, một nước nghè để cho là nó ngấm vào rau củ. Và nước ở trong rau củ nó cũng tiết ra. Nước trong rau củ nó cũng tiết ra để cho nó ngấm thẩm thấu cái nước trộn nộm này vào. À, có nhiều cụ hỏi là ngày trước em ở nhà em trộn nộm em toàn để một tiếng mà không cần thiết đến như thế đâu các cụ mợ ạ. Khi chúng ta đã pha một cái hỗn hợp này rồi, chúng ta chỉ cần trộn khoảng độ 5 phút thôi là nó đã ngấm rồi. Nếu mà các cụ càng để nó ngấm lâu thì nó càng làm mềm cái rau củ đi đấy, nó không giòn được nữa đâu ạ. Thế nên là chúng ta cho mềm thôi ạ, cho nhanh thôi ạ. Khi mà nó đã ngấm như này rồi nhá các cụ, để cho cháu khoảng trộn khoảng 3 phút thì các cụ chắt bớt nước đi cho cháu. Chắt tiếp, chắt hết cái nước này đi. Rồi. Lúc này các cụ sẽ cho tôm thịt vào cho cháu nha. Tôm thịt này. Sau đó các cụ lại cho cháu nước hết cái phần nước này vào. Hết cái phần nước nộm này vào đấy. Lại đảo tiếp một lần nữa. Đấy, các cụ lại đảo tiếp cho cháu một lần nữa như này. Lần thứ hai trộn như này nó sẽ rất là ngấm. Nó ngấm đều vào cái nộm gỏi chúng ta, các cụ thấy ngon không? Mà rau củ của chúng ta nó sẽ không nát nữa. Đấy. Như thế này. Đấy, rồi. Rồi, các nguyên liệu nó hài hòa, nó đảo đều này, tôm này, thịt này. Rồi là cà rốt, hành tây, dưa chuột nó đảo đều cho cái nguyên liệu này. Bây giờ chúng các cụ chắt cho cháu lần nữa nha. Chắt nước lần nữa. Rồi. Và tiếp đó là các cụ cho cháu rau thơm, mới lạc vừng vào đây. Rau kinh giới, lạc vừng. Ôi dồi. Rồi, lạc. Các cụ nhớ là khi mà cho rau là cho lạc vừng là các cụ mợ chắt hết nước đi nhá, để đảm bảo cho lạc vừng và rau nó không bị nát và nó giòn. Đấy, xong chúng ta sẽ đảo đều nó lên. Đảo nhẹ tay từ từ thôi ạ. Đấy, rong cái tay lên. Rất là ngon các cụ mợ. Chúng ta sẽ cho nộm ra nhé các cụ, mà nhớ là cho cháu ra thì cũng phải rong tay lên nhá, để cho cái nộm nó cao thành. Và để cho tôm thịt nó phân bố hài hòa nữa. Các cụ mợ ơi, cháu đã hoàn thành xong cái nộm ngó sen tôm thịt của cháu rồi các cụ mợ nhá. Các cụ nhìn thấy này, cái đĩa nộm của cháu rau củ của nó không bị nát này, nó vẫn như nguyên như lúc ban đầu này. Thứ hai là nộm ráo nước, màu sắc thì nó phân bố hài hòa, cái vị của nó sẽ chua mặn ngọt câu đối và các loại rau củ nó giòn. Tôm thịt thì chín tới mềm không bị khô. Đấy. Và nó còn thơm thoang thoảng được mùi hoa sen của cháu nhá. Ngoài nó ngó sen giòn giòn rồi thì nó sẽ thơm thoang thoảng ngoài hoa sen của cháu, bởi cháu là đề co hai cái bông sen vào đây nhá. Các cụ nhìn thấy có yêu không ạ? Đúng mùa sen có khác. Nên là rất nhiều hoa để trình bày và một đĩa nộm của cháu đã hoàn thiện rồi.
Bác Cụm ơi, cháu đã hoàn thành xong cái món nộm ngó sen với cả tôm thịt này rồi nhá. Nó không khó làm đúng không Cụm ạ? Và mùa hè này cần ăn những cái đồ thanh mát giải nhiệt, và nhất là những cái đồ gỏi salad hay là nộm như thế này thì rất là mát ruột. Và cháu hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ chế biến cái món nộm ngó sen với cả tôm thịt này tại nhà để thay đổi khẩu vị, hoặc là dùng cho các bữa cỗ của các cụ trong cái mùa hè này. Nhân dịp đang có sen, và sen rất là nhiều, và sen rất là ngon, và là tốt cho sức khỏe ạ. Các cụ mợ nhớ nhé, các cụ mợ nhớ chế biến món ăn này nhé. Và nếu các cụ mợ yêu thích cái clip này của cháu thì cháu xin các cụ mợ một like, và các cụ mợ share cái kênh bếp nhà cháu để cho nhiều người biết hơn ạ. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau ạ.